Cho anh em trong em đã quay trở lại với anh em TV. Và từ trước tới nay ấy, thì thường là những cái máy mà mình trên tay và cái mức giá cao nhất của nó thì cũng rơi tầm khoảng 40-50 triệu. Thế nhưng mà anh em nghĩ sao nếu như trong video ngày hôm nay mình sẽ mang tới cho anh em một cái bất ngờ, một cái máy mà cái mức giá của nó lên tới là 3.500 đô la. Anh em không nghe nhầm đâu, 3.500 đô nghĩa là hơn 100 triệu đấy, hơn 100 triệu liền. Em không tin đúng không? Đấy, hơn 100 triệu liền. Có lẽ là nhìn cái dây đeo cổ này thì anh em cũng đã biết rồi, ngày hôm nay thì mình sẽ trên tay một cái máy ảnh. Và anh em cũng biết rằng ấy, là máy ảnh nó không phải là cái thế mạnh của mình. Thế nhưng rất là may mắn là mình đã qua được một lớp học nhiếp ảnh cấp tốc by nhiếp ảnh gia Tùng Phạm đấy. Thế nên là ngày hôm nay mình rất là tự tin có thể là trên tay cho anh em được cái máy ảnh này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tham dự cái sự kiện của Sony đã nhỉ anh nhỉ? Nó mù lắm, bây giờ hơn một tí rồi. Một tí. Đỡ hơn tí. Rồi đây chính là chiếc A9, cùng với đó là ống kính 200-600. Đây là một cái ống kính chuyên để chụp thể thao cũng như là quay phim thể thao. Vì anh em cũng biết rằng là bây giờ là đây, ở đây là người ta đang đá bóng, đúng không ạ? Tất nhiên là chúng ta không thể nào chạy vào để chụp ảnh được. Thế nên là chúng ta sẽ phải dùng những cái ống kính như thế này, đứng ở đây và sau đó là zoom ra tít tận ông thủ môn ở bên kia luôn. Đây anh em có thể xem ở đây. Từ đây đến ông thủ môn trọng tầm phải 20m. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể là zoom được với cái ống kính như thế này. Mất thủ môn rồi em ơi. Đây anh ơi, rồi. Đấy. Ok. Đấy, nói chung là rất là xịn. Mà không biết rằng là cái này mà làm rơi thì đền bao tiền. Đúng rồi. Chiều ông rất nóng lòng được làm rơi một cái. Thử đi em. Rồi vào đây cũng chính là một cái len nữa, cũng khủng không kém. Và đây chính là một cái len để chúng ta có thể là chụp vào thể thao này, cũng như là chụp vào động vật hoang dã này. Và anh em có thể nhìn thấy trên cái màn hình lớn này. Đấy, thì là chúng ta sẽ thấy được tất cả những cái hoạt động của cầu thủ này. Đấy, anh em thấy không? Rất là nét luôn. Và tất nhiên là khi mà chụp ảnh chúng ta không chụp như thế này, chúng ta sẽ cầm như này nhìn chuyên nghiệp hơn hẳn, đúng không ạ? Đấy. Người ta nhìn vào ống kính em. À đây. Và nếu như mà anh em chưa biết ấy, thì cái mức giá của cái len này là 500 triệu. Đây, 400. 499 triệu. 990 nghìn. Đấy, nói chung là cũng rất là đắt và rất là khủng khiếp. Đây mới gọi là rig kit này. Chúng ta sẽ đến với lại nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là chiếc A7R4. Còn cái này thanh niên này chỉ là nhân vật phụ thôi. Cái A7R4. A7R4 đâu? A7R4 thì đây là A9. Và để video chúng ta có được một cái chất lượng tốt nhất ấy, thì mình đã chuyển sang một cái máy ảnh, và đây chính là chiếc RX100 Mark 7 mà mình có mượn được. Và ngay bây giờ thì mình sẽ trên tay cho anh em nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là chiếc A7R4 với cái mức giá lên tới là 3.500 đô la. Rồi đây trên tay mình đang là chiếc Sony A7R4. Và cái máy này nó là cái máy ảnh mà có cảm biến full frame 61 megapixel đầu tiên trên thế giới. Và nếu như chúng ta so sánh nó với lại chiếc Sony A7 III thì cái cảm biến này nó to hơn khoảng gấp rưỡi, 42 so với lại 61. Và thực sự là với một cái trang bị khủng khiếp đến như vậy thì tất nhiên là cái chất lượng ảnh nó cho ra ấy cũng rất là tốt. Và bây giờ anh em có thể tham khảo một vài bức ảnh mà mình đã chụp được ở đây. À, một trong những cái khả năng của chiếc A7R4 đó chính là nó có khả năng lấy nét rất là tốt. Nghĩa là trong mọi trường hợp khi mà anh em gặp những cái khó khăn, ví dụ như chúng ta đang chụp ảnh thời trang chẳng hạn. Và bây giờ anh này đang chụp ảnh thời trang, đúng không ạ? Vậy mà có một anh ấy va vào như này. Đấy. Như này. Tay nó bị rung, nhưng mà cái máy chúng ta nó lấy nét vẫn rất là tốt, thành quả vẫn rất là nét. Đấy. Hay là chúng ta có thể là rung người như này chẳng hạn. Đấy. Hay rung tay. Nhẹ thôi, không nên dùng quá. Đấy. Và tất nhiên là trong những cái trường hợp như vậy thì không ai mong muốn cả. Thế nhưng mà cái thành quả cho ra thì chúng ta nó rất là tốt. Đấy, anh em có thể tham khảo một vài bức ảnh mà mình đã chụp được ở đây. Rồi, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, một trong những nhân vật chính đó chính là chiếc Sony RX100 Mark 7. Đây là một chiếc máy ảnh mà có một thiết kế nó vô cùng là nhỏ gọn, cực kỳ là nhỏ gọn luôn. À, bây giờ thì làm nào để bóc cái này ra? Bảo là nhỏ gọn, trời. Đây là một cái chiếc máy ảnh, nó có một cái thiết kế nó vô cùng là nhỏ gọn. Đó, chúng ta hoàn toàn có thể đút được vào trong túi áo này. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ bỏ ra, không người ta lại bảo là mình ăn trộm. Đấy, và một trong những cái thay đổi lớn nhất của chiếc Sony RX107 thì có lẽ anh em cũng đã biết rồi. Đây, chính là cái biểu tượng này. Đây sẽ là một cái cổng mic để chúng ta có thể là, đấy, bóc nó ra này, gắn cái mic vào đây để chúng ta có được một cái chất lượng âm thanh tốt hơn. Và tất nhiên là với một cái máy ảnh mà nó có một kích thước nó nhỏ gọn như này thì nó sẽ phù hợp cho những ai là những người thích đi du lịch này, những ai mà thích làm vlog này, nghĩa là bà Tân cũng có thể là mua được cái máy này. Rồi mà nhìn chung thì về cái thiết kế thì rõ ràng là chiếc RX100 Mark 7 thì nếu như mà so sánh với lại người tiền nhiệm của nó là RX100 Mark 6 ấy thì không có quá là nhiều thay đổi. Chúng ta vẫn sẽ có một cái màn hình được lật lên như thế này. Đó. Rất là tiện lợi đúng không ạ? Và tất nhiên là với một cái thiết kế như này thì như mình nói vừa xong thì đây sẽ là một trong những cái món đồ nó rất phù hợp với lại vlogger. Đấy. Và tất nhiên là khi mà nó kết hợp với lại một cái chân như thế này thì thực sự nó rất là bá đạo rồi. Chân này cũng là của Sony luôn.
Rồi và bên cạnh cái việc là hàng ngày hôm nay chúng ta sẽ được trên tay hai chiếc máy ảnh lên tới trị giá là gần hơn 100 triệu. Thì trong khi đó chúng ta sẽ có rất nhiều những cái bức ảnh ở đây. Theo về cơ bản đấy là những cái bức ảnh này nó có một điểm chung, đó chính là cái chất lượng cũng như là cái chi tiết của nó rất là cao. Và để mà chúng ta có thể chụp được những cái bức ảnh như này, anh em biết là chúng ta dùng cái gì không? Không phải là những cái bức ảnh bình thường như thế này đâu, mà chúng ta sẽ dùng một cái lens. Đó, anh em có thể thấy rằng là khi mà chúng ta chụp ảnh động vật hoang dã ấy, thì là chúng ta sẽ sử dụng những cái lens như này. Tại vì là về cơ bản là chúng ta không thể nào đến tận nơi để mà chụp được, đúng không ạ? Thế nên là chúng ta sẽ cần có những cái lens mà nó sẽ phải zoom xa đến mức như thế này. Rồi, nhìn nó rất là xịn luôn. Và nếu mà mình không biết rằng là nếu mà mình làm hỏng cái này thì phải đến bao tiền nữa. Trời, máu đi là tiêu 100 triệu ở Singapore. Tiêu 100 triệu? Đúng, cái này phải hơn 100 triệu anh ạ. Anh đoán cái này là bao nhiêu tiền? Cái này mua cái lens tặng cái máy em ạ. Chứ? Mua cái lens tặng cái máy. À. Bãi trưởng, nó mù lắm. Rồi và như vậy thì mình vừa mới trên tay chiếc Sony RX100 Mark 4, chiếc máy ảnh mà có giá tiền lên tới là 3.500 đô la. Thực sự là anh em không nghe nhầm đâu, hơn 100 triệu cho một chiếc máy ảnh. Nó ngu lắm. Thế nhưng mà cái chất lượng mà nó mang lại thì thực sự rất là tốt, đúng không ạ? Những cái bức ảnh cho ra rất là sắc nét, rất là nhiều công nghệ ở trên chiếc Sony RX100 Mark 4. Và với cơ bản là bây giờ thì có lẽ là mình cũng sẽ phải kết thúc video rồi, tại vì là cái video này nó cũng khá là dài. Và mong rằng là anh em sẽ thích cái video này. Còn rất là cảm ơn anh em vì đã xem đây. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại anh em trong những video lần sau. Đây là Hải Triều, bye.